Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay chúng ta có một con game mới đấy, AI tu tiên tuyệt vời. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập gift code, sau đấy là trải nghiệm gameplay. Và nếu như anh em nào mà đam mê thì mình cũng sẽ chia sẻ anh em cách tải cuối video nhá. Ok, let's go này. Đầu tiên là để nhập code được thì anh em vào nó cứ auto như thế này luôn này. Nói chung là cũng rảnh tay. Thì vèo một cái là lên được level 34. Nhưng mà chỉ cần lên được level 25 thôi thì nó sẽ mở ra cái thẻ tháng Kim Nguyên Bảo ấy. Anh em click vào trong đấy. Sau đó là anh em sẽ tìm sang cái biểu tượng là mã kích hoạt ở đây nhá. Đấy, bây giờ thì chúng ta nhập mà code rồi thôi. Thì hiện tại để mình xem thôi, tổng cộng chúng ta có 7 cái code này. Đây, mình sẽ nhập luôn cùng anh em nhá. Nhận luôn này. Đó. Tạm thời thì mình đừng ấn dùng vội nha, bởi vì mình chưa biết vật phẩm đấy là cái gì. Nếu như dùng sớm nhất đâu nó lại bị lỗ hơn những anh em dùng sau thì sao. Đấy, kiểu như vậy, VIP 777 này. Ngon này. Tiếp theo là VIP 888 luôn này. Rồi nha. Ok. VIP 999 này. Từ 6 đến 9 là dễ nhỉ. Nói chung là cũng dễ nhớ anh em ạ. VIP 999 này. Tiếp theo là Gold 999. Gold là vàng anh em ạ. Đây. Gold 999 này. Không biết là có vé chiêu mộ biết gì không nhỉ? Hay thể loại game này có phải gacha hay không thì tí nữa chúng ta cùng nhau trải nghiệm nhá. Chứ biết nó là thể loại gì luôn anh em ơi. AI 999 này. Đấy là 6 cái này và thêm một cái nữa là AI 4.6 nha anh em. Đấy, cái code cuối cùng này thì là ngon nhất bởi vì chúng ta có thể nhận được em địa hỏa huyền quy. Cực kỳ ngon lành cành đào anh em nha. Đấy, đẹp không? Ê, thêm luôn bộ trang phục nữa là áo dài nha anh em ơi. Đấy, anh em thấy như nào? Quả code cuối hơi bị được nha. Về thế nhở? Có online nhận thưởng luôn. Kinh đấy chứ, có skin áo dài của Việt Nam luôn là cũng được ấy chứ. VIP luôn này. Vào phát là chúng ta được VIP 1 luôn. Quay trở về xem nào. Cái gì đây? Tặng Hồng Vũ bá khí. Cái này phải nạp đầu à? Cái này phải nạp đầu anh em ạ. Event thì mình check qua một chút nhá. Đăng nhập ngày hôm nay thì nhận được cái gì? Vòng thần chú X1. Tiếp theo là cái này phải add VIP thì mới nhận được cơ. Thế thôi, qua đăng nhập thì cũng được cái vòng thần chú anh em nhé. Úp lợi. Nhận luôn được một cái hồ lô với cái gì đó. Rồi. Mặc luôn này anh em ơi. Hiện tại đây là cái em pet mà mình vừa mới nhận được đây. Không biết là pet hay là thú cưỡi hay là cây gì luôn anh em ạ. Hồi dưỡng nhanh phát. Phải kích hoạt cái đó nhỉ. Có quả skill rồi đấy. Xem được cả skill luôn này. Vượt thêm 20 ải thiên kiếp để xem anh em ạ. Hồi dưỡng nhanh luôn. Có mấy cái linh đan kia thì có thể bồi dưỡng được luôn anh em ạ. Kích hoạt được skill này. Ok. Đây là vật cưỡi anh em nhé. Đấy. Cưỡi được luôn đây này. Ra gì vào này nọ thế nhỉ? Vượt ải này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vượt ải anh em ơi. Boss tập kích à? Nhanh luôn nhỉ. Chiến đấu nhanh thế nhở? Hợp lý luôn anh em ạ. Tiếp theo là đánh bại tà ma yêu long. Chính ra mình thấy tựa game này hơi mình đỡ phải ấn này. Nếu như anh em nào mà không có thời gian thì rất là hợp lý luôn. Dành cho những anh em nào mà thời gian hạn hẹp ấy. Ví dụ như mình bận làm cái gì đấy, mình cứ treo máy là nó cũng ok luôn á. Đây không có nâng nhanh nhỉ. Đây này, nâng nhanh này. Rồi, ui, mình có nhiều cái linh khí nhé. Hình như lúc nãy vừa nhập code được cái sao ấy anh em ạ. Level đạt giới hạn rồi đúng không? Thư viện skill này. Có thể nhận thưởng này. Tăng được lực chiến à, skill bị động. Thưởng luôn đây. Hợp lý luôn anh em. Tiếp tục là làm nhiệm vụ thôi. Nhận tuyệt học. Tuyệt học này nhận đâu ta? Đây đang đi nhận này anh em này. Như là đánh boss hay sao ấy. Nhận skin mới hả? Wow. Căng vậy. Cửu trung thiên này. Tiếp tục là vượt ải 3. Bồi dưỡng linh thú một lần đã. Thôi chết rồi. Linh thú ạ. Em này là linh thú anh em ạ. Wow. Còn có cả thần thú này. Căng nhờ. Linh thú trông đẹp như người vậy. Hết mất cái đá rồi anh em ơi. Kích hoạt thêm được 2 skill này. Thêm văn nữa này. Hợp lý nhỉ. Toàn dân vui vẻ. Để mình xem nào. Lực chiến đạt 500k thì mình sẽ nhận được thêm một số cái. Đây này. Chính là cái linh khí mình dùng để nâng cấp skill nãy này. Mình trở về phát. Úp lợi trưởng thành luôn. Nhận luôn anh em. Tuyệt vời quá anh em ơi. Ở đây là có cái gì đây? Nhiệm vụ hả? Mở khóa được linh thú. Rồi. Cái này tức là mở thêm tính năng thì chúng ta cũng nhận thêm được phần thưởng.
pháp lý, pháp thuật, nâng nhanh luôn. Rồi, thư viện skill. Có thêm một skill nữa này, skill bị động. Ôi, có thêm 2 skill bị động nữa kìa anh em. Ngon nha. Túi. Túi này là cái gì đấy? Nhận được kim nguyên bảo, nhận đan bồi dưỡng. Ôi giời ơi, mình nhận được có mỗi đan bồi dưỡng X1 anh em ạ. Cái này là cái gì đấy? Wow. Cái này là cái gì? Level à, skin à? Đan là để dùng được nhỉ? Trang phục ban đầu. À đây là trang phục ban đầu. Trời. Thế thì cái skin mà mình mặc nó phải đẹp hơn chứ đúng không? Dung luyện này. Dung luyện nhanh. Nhưng cái trang bị nào mà quý bắp quá thì mình có thể dung luyện nhanh, nhưng mà để được cái gì ta? Mình cũng không biết. Mở auto dung luyện đây này. Wow. Cái gì đấy, 3SR luôn đấy. Căng vậy. Ủa, nhưng mà giá là 199.000 anh em ạ. Cũng hơi khoai. Như anh em nào mà phong cách cái chay thì cũng hơi thốn này nhỉ. Tiếp tục là làm nhiệm vụ thôi anh em ơi. Có lì xì này. Luôn xem có cái gì không. Sao mình nhận. À, tiếp tục là nhận lì xì này. Có nhận được nhiều lì xì thế. Okay. Pháp thuật lại tiếp tục có thể nâng nhanh được này. Hợp lý luôn. Có, nhưng mà càng về sau thì mình thấy skill nâng càng tốn anh em ạ. Mấy cái skill đầu này mình thấy nâng rất là nhanh luôn, nhưng mấy skill sau thì nâng rất là tốn cái linh khí đấy anh em nhé. Càng đẹp đèn đẹp luôn. Thiên vị này, tiếp tục là nhận. Và ở đây thì có săn boss này anh em này. Boss kêu chiến luôn, để xem boss này thì có cái gì đây. Rồi, con này yếu thế. Hình như mình vừa nhập cốt được cái con linh thú vật cưỡi kìa. Đánh nó cực kỳ thốn luôn anh em ạ. Làm nhiệm vụ nó rất là nhanh. Tiếp tục là dung luyện trang bị một lần. Đây toàn trang bị phẩm chất kém thôi. Mình sẽ luyện luôn này. Xong nhiệm vụ này. Có lì xì mở luôn này. Ok này, có mỗi cái nhỉ. Cường hóa nhanh. À. Tiếp tục cường hóa nhanh luôn. Rồi cứ cường hóa đi, sợ đếch gì đúng không anh em. Ở đây là có hai cái gì đấy. Cái gì? Nhẫn này. Nhẫn với cả ngọc bội thì mình phải nhận qua cái hoạt động tầm bảo mới có được anh em ạ. Qua 7 ngày, ngày đầu tiên thì có 300 kim nguyên bảo này. Uầy, ngày mai là mình nhận được thần binh à. Wow, kiếm gấu trúc căng ấy như nhờ. Có online nhận luôn này. Ây à, ây à. Tiếp tục, level 50 nhận thêm được có 100 kim nguyên bảo, thế ít thế. Nâng cấp liền. Luyện khí tiếp tục là cường hóa nhanh. Rồi, cúi xem có cái gì không ta. Trời ơi, ghép này. Ghép luôn. Cái đấy có phải ngọc bội không nhỉ? Không phải. Tiếp tục là làm nhiệm vụ thôi anh em. Nói chung là cũng dễ nhỉ anh em nhỉ. Nhìn chung mình thấy chơi nó cũng nhàn nhã mà cũng chill chill phết anh em ạ. Ok, thì nếu như anh em mà muốn tải tựa game này thì rất là đơn giản thôi. Nếu anh em xài iPhone thì có thể vào trong App Store, sau đấy tìm kiếm từ khóa là AI Tu Tiên Tuyệt Vời. Anh em làm tương tự, nếu như mà xài điện thoại Android thì cần tìm đúng từ khóa AI Tu Tiên Tuyệt Vời là ok nhá. Còn nếu như anh em chơi ở trên PC thì có thể tải giả lập LD Player, mình có để luôn ở dưới phần mô tả rồi. Sau đấy là vào cửa hàng và chúng ta cũng tìm kiếm từ khóa AI Tu Tiên Tuyệt Vời, ấn cài đặt như một chiếc điện thoại Android bình thường thôi. Chúc anh em chơi game vui vẻ nhá, và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.